Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Để với video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này nha. Để tô màu cho bức tranh này thì trước tiên mình sẽ tô màu da nha. Tiếp theo mình sẽ tô màu tóc cho cô gái này nhé. Tô màu quần áo nha. Theo với màu đỏ mình cũng sẽ tô màu của đôi giày nha. Tiếp theo mình sẽ tô màu đen. Tiếp theo mình sẽ tô màu họa tiết tóc nha. Cuối cùng là tô màu mắt nha.
đến đây là mình đã tô màu xong cho bức tranh này rồi nha.